Bạn học guitar lâu chưa? Have you been learning guitar for a long time? Yes, I play for a job. This is my job. I travel around Japan, Australia, playing music. Chơi cho công việc. Đây là công việc của tôi. Tôi đã đi du lịch ở Nhật Bản và Úc, chơi nhạc. Vậy bạn là một nghệ sĩ. So you're an artist? Yeah. Kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với máy thông dịch.com. Thì trên Tây Đào đang là máy thông dịch Atok Lít Cộng, dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới hiện nay. Atok Lít Cộng có thể dịch nhanh và chính xác lên đến 137 ngôn ngữ chỉ trong 1-2 giây. Đặc biệt, Atok Lít Cộng còn có khả năng dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Atok Lít Cộng có đến 6 tính năng dịch là dịch giọng nói, dịch hình ảnh, dịch ghi âm, dịch văn bản, dịch hội nhóm và dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng. Đào đang đứng trước văn phòng công ty của máy thông dịch.com tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, quận 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ quý khách hàng hãy di chuyển cùng máy thông dịch.com đến quận nhất tìm người nước ngoài để test xem máy thông dịch Atok Lít Cộng dịch nhanh và chính xác đến mức nào nhé. Let's go. Bạn đến từ đâu? Where are you from? I am from Australia. Tôi đến từ Úc. Bạn đến Việt Nam lâu chưa? Have you been in Vietnam long? I've been 5 weeks. Oh, 5 weeks. Chà, tôi đã vài tuần hoặc 5 tuần rồi. 5 tuần mà bạn đã biết một chút về tiếng Việt rồi sao? Have you studied Vietnamese for 5 years? Vietnamese chút chút. I only know a little bit. This is my second trip. Được rồi, đây là chuyến đi thứ hai của tôi. Bạn đến đây để du lịch hay là làm việc? Are you here for travel or work? Just for a holiday, but I think I will come back to live in Nha Trang. Chỉ để đi nghỉ thôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại. Bạn có thích Việt Nam không? Do you like Vietnam? Do you Vietnam? Thời tiết ở Việt Nam khá nóng, bạn có khó chịu về điều đó? The weather in Vietnam is very hot. Do you feel uneasy about it? I come from Queensland, Sunshine Coast, so I'm used to hot weather. Tôi đến từ Sunshine Coast, Queensland. Vì vậy, tôi đã quen với thời tiết nắng nóng. Bạn học guitar lâu chưa? Have you been learning guitar for a long time? Yes, I play for a job. This is my job. I travel around Japan, Australia, playing music. Chơi cho công việc. Đây là công việc của tôi. Tôi đã đi du lịch ở Nhật Bản và Úc, chơi nhạc. Vậy bạn là một nghệ sĩ. So you're an artist? Yeah. Đúng rồi. Tôi rất thích phong cách của bạn. Sau đây tôi có một món quà nhẹ móc muốn dành cho bạn. I like your style very much. Here, I have a small gift for you. Top, top. The girl's diplom. Top. Can talk Vietnamese with these, with these. With the girl, the ganga, the top. Top. Don't eat with chopsticks, don't use a fork. Top. Chào buổi chiều, it's all good. Come sao, top. Chúc bà mỗi ngày tốt lắm. Top. Như quý khách có thể thấy, chỉ cần cầm trên tay chiếc máy thông dịch Atok Lít Cộng là quý khách đã có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới mà không cần quan tâm đến Internet. Atok Lít Cộng không hổ danh là dòng máy thông dịch tiếng Việt tốt nhất thế giới với khả năng dịch 2 chiều 137 ngôn ngữ chỉ trong 0.2 giây và dịch offline tiếng Việt mà không cần kết nối mạng.
Nếu quý khách còn những câu hỏi hay thắc mắc nào cần được giải đáp, quý khách vui lòng truy cập vào website maythongdich.com hoặc liên hệ số hotline 0938 335 696 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp. Hoặc quý khách có thể ghé trực tiếp văn phòng công ty của maythongdich.com tại địa chỉ tòa nhà VC House 399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm trực tiếp các dòng máy thông dịch ATOP chính hãng. Cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành cùng máy thông dịch.com. Hẹn gặp lại quý khách ở các video tiếp theo.